Lời đầu tiên trong video này, chị em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Thì đây shop em hôm nay thì về thêm một cơ số hàng. Nên là tiện thể đây thì em cũng làm cái video ngắn để truyền tải đến các bác cái dòng sản phẩm, mẫu sản phẩm nhà em rất là tuyệt vời các bác. Tiện lợi lắm luôn. Đây, mỗi gia đình các bác là nên sắm một cái bơm như thế này nha bác nhé. Tiện lợi khi con em chúng ta đi học có thể nhỡ hết hơi, xe hết hơi ấy, thì chúng ta có thể tự túc bơm ở nhà được, không có phải ra tiệm hoặc là đi mượn, rất chi là phiền hà luôn. Đây, với cái mẫu bơm này được thiết kế nhỏ gọn như vậy và có cả cái đồng hồ để đo áp suất để phù hợp với những phương tiện của các bác muốn sử dụng nhé. Với sản xuất bằng cái chất liệu thép cao cấp như thế này, hai ống đây thì hai ống inox, còn bốn cái chân này được gắn bởi bốn cái miếng cao su cao cấp các bạn để chống trơn trượt ấy. Cái vòi này thì được thiết kế là sẽ có thể bơm đây, cái bên trên này thì các bác có bơm xe máy và những cái ô tô trọng tải nhỏ ấy. Còn dưới này thì bơm xe đạp và ba cái vòi nhỏ này phụ này đi kèm là có thể để các bác bơm bóng này, bơm bể bơi, phao bơi mini nhỏ cho các cháu nhé. Đó, cách sử dụng thì đơn giản lắm các bác ạ. Nếu mà bình thường ấy, thì là sẽ bình thường thì cái này là sẽ là gọn như này. Đây. Còn khi các bác muốn sử dụng thì các bác gạt nhẹ lên đây. Đó, như thế này là các bác lấy hơi thôi. Lắp vòi vào cái phương tiện của mình là các bác lấy hơi luôn. Đó, em test thử hơi ra rất khỏe luôn các bạn. Với cái dòng sản phẩm tiện lợi hữu ích và cái hãng Satalay Nhật Bản này thì nhà em bán rất là chạy nên là chất lượng thì các bác khỏi phải suy nghĩ rồi. Các bác mà khi nhận được hàng nhé, kiểm tra hàng kỹ giúp em, đúng như sản phẩm của bên shop nhà em thì các bác nhận nhé, được test thoải mái. Nếu các bác ưng thì nhận hàng, còn không ưng có thể quay đầu lại giúp em, không sao. Nhưng mà em sẽ đảm bảo và em tự tin với cái dòng sản phẩm này, khi các đến tay các bác ấy, thì không có ai trả lại em cả. Bởi vậy nên là em mới muốn giới thiệu để phổ biến đến nhiều các bác. Bác nào mà chưa có thì hãy nhấc máy lên inbox em qua số điện thoại 0972045891 em ghim trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video nhà em ngày hôm nay. Các bác đi qua kênh em thì cho em một nút like và nút đăng ký kênh nhé. Em xin chào các bác, cảm ơn các bác. Hẹn các bác trong những video nhà em lần sau.